Quy Nhơn là một vùng đất xinh đẹp. Đó là một dải đất hẹp vươn dài giữa núi và biển. Quy Nhơn không chỉ có thành phố biển sôi động. Qua cầu Thị Nại đến với bán đảo Phương Mai, bạn có thể đến với eo gió, eo biển hình cánh cung bao bọc bởi dãy núi xung quanh, hay bãi biển Kỳ Co với thiên nhiên tuyệt đẹp. Bán đảo Phương Mai còn có những cánh đồng biển gió, đó là sự kết hợp hài hòa giữa biển xanh với đồi núi trùng điệp và những cánh quạt gió khổng lồ. Cũng trên bán đảo này có một làng chài nhỏ tựa lưng vào núi và hướng ra biển, ngôi làng thơ mộng, trong trẻo với nhịp sống chậm rãi, yên bình. Làng chài Nhân Lý nằm trên một khu đồi dốc với những ngõ đá xanh quanh co dẫn ra biển. Có những ngày hòa mình vào nhịp sống của người dân làng chài, chúng tôi yêu mến nơi này và mong muốn ngôi làng sẽ xinh đẹp hơn nữa. Với dự án sắc màu cộng đồng BBG, chúng tôi đã tham gia cùng các họa sĩ địa phương vẽ thêm tranh bích họa tô điểm làng chài. Dưới bàn tay của những tình nguyện viên tận tâm, sơn PPG có thể tạo ra sự khác biệt, thay đổi cuộc sống. Đó là lý do tại sao hàng nghìn tình nguyện viên đang bảo vệ và làm đẹp những địa điểm đặc biệt ở chính nơi họ sinh sống thông qua chương trình Sắc Màu Cộng Đồng PPG trên toàn cầu. Và chúng tôi kể câu chuyện về biển trên bờ kè làng chài, theo hướng mặt trời mọc và lặn từ đông sang tây, các hình vẽ từ buổi bình minh đến lúc hoàng hôn với các hoạt động thường nhật của làng chài, cùng với dãy san hô 3D sinh động. Chúng tôi sơn mới lại những ngõ nhỏ ở thôn Lý Hòa, Lý Hưng và vẽ thêm 7 bức bích họa trong con đường đá xanh. Một điểm đặc biệt của tranh vẽ là lần đầu tiên có bờ kè biển được vẽ chữ với nội dung tranh bên trong chữ, theo văn hóa đặc trưng địa phương. Với sứ mệnh bảo vệ và làm đẹp thế giới, chúng tôi tự hào là một thành viên trong dự án Sắc Màu Cộng Đồng BBG. Từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm, vùng biển Nhân Hải hòn khô như khoác lên tấm áo mới vào mùa rong mơ vàng rực như cánh rừng dưới đáy biển. Chèo thuyền SUP là cách dễ dàng nhất để có thể ngắm nhìn rõ vẻ đẹp của những bãi rong mơ dưới đáy biển. Bạn sẽ cảm thấy như mình đang đi thuyền trên một cánh đồng vàng, phía bên dưới là nước biển trong xanh và những tán rong mơ xanh lẫn vàng đung đưa theo dòng nước.
Quy Nhơn là một vùng đất thú vị với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Khi đến với Quy Nhơn, người ta thường ghé Kỳ Co, Eo Gió. Eo Gió là một hệ thống mỏm đá hùng vĩ nằm sát bờ đại dương, ôm trọn khung cảnh trời, biển, núi và một khung hình. Với hệ thống lối đi giữa một bên là sườn núi, một bên là biển khơi sóng vỗ bờ. Kỳ Co là một hòn đảo độc đáo với một mặt ôm trọn biển, một mặt tựa lưng vào núi non hùng vĩ với màu nước biển xanh ngắt màu ngọc bích. Nước biển ở Kỳ Co rất xanh và trong với 3 gam màu ngọc bích lấp lánh dưới ánh nắng, có thể nhìn thấy san hô và sinh vật biển dưới đáy đại dương. Một điều thú vị khác, Quy Nhơn Bình Định được coi là nơi lưu dấu hành trình đầu tiên của chữ quốc ngữ Việt Nam từ đầu thế kỷ 17. Tiểu chủng viện Làng Sông là nơi đặt nhà in Làng Sông đầu tiên ở Đàng Trong. Tiểu chủng viện Làng Sông được xây dựng theo kiểu kiến trúc Gothic, lối kiến trúc đặc trưng của người châu Âu trong xây dựng nhà thờ. Từ cổng chính đi vào, hai bên hông là hai hàng cây sao với tuổi đời gần 130 năm. Tiểu chủng viện Làng Sông đến nay vẫn giữ gần như nguyên vẹn từng nét kiến trúc của người xưa để lại. Một địa điểm độc đáo mới lạ mà chính bạn sẽ ngạc nhiên xen lẫn tự hào Việt Nam khi ghé thăm là Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn. Đây là trung tâm khoa học vũ trụ đầu tiên của Việt Nam và thứ hai của Đông Nam Á. Tất cả những khám phá về vật chất, tài nguyên, không gian đều được mô tả bằng những thí nghiệm trên mô hình theo nguyên tắc hóa học, vật lý, sinh học để ứng dụng trên thực tế. Hàng năm có rất nhiều giáo sư đoạt giải Nobel đến đây tham gia hội thảo khoa học. Sắp tới, Quy Nhơn sẽ có đại lộ Nobel, vinh danh các nhà khoa học đoạt giải Nobel từng đến trung tâm. Đã xem đoạn phim này, tôi hy vọng đây cũng sẽ là thông tin và cảm hứng cho hành trình của bạn.